Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Và ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review về một trailer tiếp theo của phần 2 Đấu La Đại Lục Tuyệt Thế Đường Môn. Và ở phần trailer này thì sẽ về ba nhân vật chính, đó là Tiêu Tiêu, Gia Nam Nam và Từ Nam Thạch. Ba nhân vật này cũng là 3 trong 7 người của sự lạc khắp thất quái ở phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn này. Ok, và trước khi đi vào phần review của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đầu tiên đập vào mắt mình đó là giống một cái nhà chờ xe buýt không? Mọi người nhìn thấy giống không? Ghế ngồi này, nhà chờ này. Đây nó giống cái xe tàu hơi hồi hoặc tàu hơi hoặc tàu điện hồi xưa ở bên châu Âu, hay đường có đường ray ở giữa này. Giờ nó không có cái cáp trên này. Đấy. Một quả nhìn như quả chuông. Áo xanh. Người nhỏ nhỏ con tóc xanh. 100% đây là Tiêu Tiêu bản 3D rồi. Bản 2D mình nhìn nó hơi không đẹp bằng bản 3D đi, nói xấu nó không đúng. Đúng, chi tiết hơn, thứ hơn, đẹp hơn. Nhìn nhỏ con đúng một bé cô bé loli. Mọi người để ý không? Mọi người để ý không? Vai nhá, vai là nhìn giống Mai Rùa nhá. Để ý một đoạn này. Nhìn thấy cái này không? Nó giống một cái thân lưng rắn, hình con rắn. Nếu mọi người để ý kỹ nhá, Huyền Vũ mà theo truyền thuyết của Trung Quốc thì đó là một con có mình rùa, đuôi rắn, đầu rồng. Mình rùa, đuôi rắn, đầu rồng. Đầu không quá giống rồng nhưng mà cũng khá là gần khớp với rồng. Thì là giống như cái đuôi của con Huyền Vũ không? Cái phần này lại khá giống với biểu tượng của Mai Rùa. Trên ai mà đẹp thế? Không đi tất nhưng mà có một cái dây đeo hình con thỏ. Chắc chắn Giang Nam Nam, tại vì Giang Nam Nam vũ hồn là nhu cốt thỏ. Nhưng mà Giang Nam Nam mặc một bộ y phục, phần này vẫn màu trắng nhưng phần dưới là màu vàng cơ. Vàng kim cơ. Cái này nó hơi thay đổi tí. Đây để xem mặt. Chuẩn loli luôn. Đây là fan ông nào mà fan loli thì đúng với miêu tả trong truyện, đó là Tiêu Tiêu rất nhỏ con so với Hòa Thái Đầu. Rồi, đẹp trai, phong cách quý tộc. Từ Tâm Thạch là cũng là tính nhất là vương nhỉ. Mặt đẹp xinh, tai thỏ nhá, có một cái lơ tai thỏ nha. Mặt hơi lạnh lùng, đúng là Giang Nam Nam lúc mới đầu xuất hiện thì đều là một khuôn mặt lạnh lùng. Về sau khi gặp Hoắc Vũ Hạo thì bắt đầu mới kiểu tươi cười lên, khá là lạnh lùng, dáng người thon, tai thỏ. Đi một đôi giày cao gót, Giang Nam Nam luôn đi một đôi giày cao gót thật. Từ Thân Thạch ở kia nhìn hơi kiểu lố lố cơ. Chứ nó không tính cách hơi lố lố, tính cách này thì lại hơi kiểu quý tộc, sang chảnh chị, sang chảnh quá. Cầm quạt thì lại nhìn lại lãng tử quá. Ok, tàu hồ đạo khí. Ok, và đánh giá với ba nhân vật này so với mình thấy thì đẹp hơn so với bản 2D đã được công bố. Chi tiết hơn, nhưng cũng nhiều điểm tạo hình khá khác với cốt truyện. Ví dụ ngay điển hình ở Từ Tâm Thạch, tại vì Từ Tâm Thạch là một người đúng là đẹp trai, cũng khá cao to. Nhưng mà có một nét gì đó kiểu hơi tinh nghịch chứ không phải là một kiểu cách lãng tử quý tộc như này. Ok, và phần review của mình về ba nhân vật Tiêu Tiêu, Gia Nam Nam, Từ Tâm Thạch trong phần trailer thứ 3 của phần 2 của Đấu La Đại Lục Tuyệt Thế Đường Môn đến đây là kết thúc. Anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm những clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip tiếp theo.